Linh mục Nguyễn Trung Tây. Chim sẻ sẽ buồn. Khi được hỏi về những hiểm họa có khả năng đe dọa tới đời sống nhân loại, nhà vật lý siêu đẳng Stephen Hawking nhắc tới 4 điều. Thứ nhất, một cuộc chiến tranh hạt nhân bất ngờ. Thứ nhì, vi khuẩn biến đổi gen. Thứ ba, trái đất ấm dần. Thứ tư, những hiểm họa khác mà con người vẫn chưa biết. Lời tiên đoán của ông ngày hôm nay đang trở thành một hiện thực. Từ khi xuất hiện trên trái đất vào những ngày cuối năm 2019, vi khuẩn corona chủng mới tiếp tục đánh gục lần lượt từng quốc gia. Trung Quốc, rồi Hàn Quốc, rồi Ý, Âu Châu, tiếp nối là Úc và Hoa Kỳ. Ấn Độ với hơn 1 tỷ người giờ cũng đã phong tỏa. Việt Nam, đặc biệt thành phố Sài Gòn, cũng đã bị phong tỏa toàn tập. Tới ngày hôm nay, cả thế giới đều chưa kiếm ra vũ khí để chặn đứng vó ngựa, bách chiến, bách thắng của đoàn quân Vũ Hán. Bởi thế, vi khuẩn corona chủng mới đi tới đâu, nơi đó không còn một bóng người. Một điều khiến cả thế giới kinh ngạc ngỡ ngàng là con người vẫn tự coi mình là một chủng siêu đẳng, bị một chủng vi khuẩn siêu nhỏ hạ đo ván. Tất cả mọi sinh hoạt thường ngày của con người hữu hình giờ này bị con vi khuẩn vô hình đảo lộn. Cả thế giới căng thẳng, hoang mang và sợ hãi. Những con số thống kê về người nhiễm khuẩn và kẻ mất mạng bởi kẻ thù của nhân loại tiếp tục tăng vọt từng giờ, từng ngày. Bây giờ không còn chỉ là Vũ Hán của Trung Quốc, hoặc Hàn Quốc, hoặc Mỹ, mà là cả thế giới năm châu đều bị đại dịch cúm corona. Dưới những bản tin đặc nghẹt trên trang mạng về cúm Vũ Hán xuất hiện đó đây, hay 3 bản tin về hiện tượng ở Ý, chim chóc rủ nhau bay về tấp nập trên những con kênh đào bình thường đặc nghẹt thuyền du khách, hoặc bầu trời thủ đô của nhiều quốc gia thường ngày đen đặc khí thải, giờ này bởi Covid tự nhiên xanh ngăn ngắt, cũng bởi lệnh phong tỏa. Một trong những lời bình luận về bầu trời xanh của thế giới từ ngày lệnh phong tỏa có hiệu lực là một câu hỏi rất lý thú và đầy bất ngờ. Vậy thì bây giờ mới biết ai mới là vi khuẩn. Từ những ngày khi vi khuẩn Vũ Hán khai chiến rồi liên tục chiến thắng, đường phố và sông ngòi của thế giới tiếp tục vắng hẳn bóng người. Cũng bởi nhân loại ở ẩn chờ đợi ngày được bước ra ngoài lại đường. Khi con người trú ẩn trong nhà, nhà máy đóng cửa, xe hơi, xe máy xếp xó, hiện tượng này dẫn tới hệ quả bầu trời không còn bị ô nhiễm nữa. Hết khói nhà máy, khói xăng, trái đất giảm dần hiện tượng nhà kiến hâm nóng bầu khí quyển. Bởi con người đóng cửa ở ẩn trong nhà, rừng xanh không bị san bằng, cây rừng không bị chặt bỏ, hiện tượng này dẫn tới ít nhất 2 hệ quả có mối liên hệ hỗ tương. Thứ nhất, lá phổi của trái đất không còn bị tàn phá nữa. Thứ hai, thú rừng từ từ được trả lại môi trường sống quen thuộc. Dơi, rắn và tê tê cùng nhiều loại sinh vật khác được quay trở lại đời sống thường nhật tại môi trường sống quen thuộc. Với con người vắng bóng, thú vật, chim chóc và cá mú không còn bị săn bắn vô tội vạ. Dơi bay tự do trên bầu trời, tha hồ ăn muỗi. Rắn tiếp tục bò trườn, tìm kiếm, chuột chủ. Cá bơi nhờn nhơ không còn sợ
phải nuốt trôi vào bụng chất độc hóa học thải ra từ nhà máy. Còn nhiều điều nữa sẽ còn tiếp tục xảy tới, xảy về cho mẹ đất, những con người tiếp tục bị nhốt trong nhà. Lịch sử Do Thái ghi lại câu chuyện Tháp Ba Ben, nghĩ lại cũng khá lý thú. Theo như sách Sáng Thế, sau trận đại lụt Hồng Thủy, con người hăm mở xây dựng ngọn tháp cao cao đến tận trời là một tượng đài kỷ niệm. Hơn nữa, con người hy vọng nhờ Tháp Ba Ben họ sẽ không bị tản lạc khắp nơi trên mặt đất nữa. Nhưng Thiên Chúa can thiệp, Ngài làm cho con người mở miệng nói những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Thế là việc xây Tháp Ba Ben trở thành dở dang. Hiện tượng đại dịch cúm Vũ Hán gợi nhớ lại câu chuyện Tháp Ba Ben. Trước khi đại dịch bùng phát, con người tiếp tục xây dựng những ngọn tháp Ba Ben bằng cách tàn phá môi trường sinh thái của trái đất. Hiện tượng này dẫn đến hệ lụy tất cả những sinh vật của trái đất bị đẩy gạt sang một bên lề cuộc sống, chỉ để phục vụ cho nhu cầu riêng của chủng người. Bất ngờ, từ những ngày cuối năm 2019, vi khuẩn corona xuất hiện tại thành phố Vũ Hán. Thật nhanh, vi khuẩn corona chủng mới đảo ngược thế cờ. Chủng người liên tục bị đẩy gạt sang một bên lề xã hội bởi chủng mới corona. Nếu con người tiếp tục bị chủng Vũ Hán đánh gục, sau cùng biến mất, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Tất cả những sinh vật còn lại trên trái đất tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, bởi mùa phục sinh đã tới với mẹ đất và tới với tất cả những loài thụ tạo sinh sống trên mặt đất. Khi đó, chủng người biến mất. Khi đó, có lẽ chim sẻ sẽ buồn và không còn chủng người nữa. Chủng chim sẻ không còn thóc gạo để mổ tanh tách trên sân gạch nữa. Khi mùa hồi sinh tới, chủng người sẽ có nhiều vấn đề để phân tích và mổ xẻ. Một trong những vấn đề đó là mối tương quan giữa con người và trái đất. Nói một cách ngắn gọn, con người rồi sẽ phải tự hỏi chính mình một câu hỏi thật thà: trái đất này gồm có những ai? Câu trả lời cho câu hỏi này có phải là: trái đất bao gồm tất cả mọi sinh vật, con người, thú vật, chim trời, cá mú và thực vật? Hay câu trả lời chỉ đơn thuần gói gọn trong mấy chữ: duy nhất một chủng người? Đối với câu hỏi vừa đặt ra ở trên, đó là trái đất gồm có những ai? Riêng vi khuẩn corona chủng mới có một câu trả lời khá rõ ràng, trả lời thẳng thắn cho riêng mình và cho tất cả những loài thụ tạo khác.